bí mật của cuộc tình cay đắng. Cơn mưa chiều òa ập xuống con phố thân thuộc, Linh hối hả phóng xe về thật nhanh. Cô cần phải trở về nhà, vung vén bữa cơm chiều với những người mà cô yêu quý. Bỗng một chiếc xe từ xa lao lại, đâm sầm và khiến cô ngã xuống bên đường. Linh cảm thấy chân mình đau điếng, cố gắng gượng lên, trong khi người đàn ông kia cố nâng chiếc xe sang một bên để đỡ Linh dậy. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Linh sững người lại khi nghe giọng nói này, có gì đó rất thân thuộc, nó tự nhiên khiến trái tim cô đau nhói. Giống như một giọng nói vọng về từ ký ức, cô quên hết mọi đau đớn, nhìn người đàn ông đang cố gắng nâng mình dậy. Linh thảng thốt nhận ra anh. Gương mặt của Tuấn bị cơn mưa xối xả làm ướt, nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt ấy, giọng nói ấy, không thể nào nhầm được. Có vẻ như mưa đã làm ướt nhòe đôi mắt nên Tuấn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra Linh. Cô cảm thấy hơi buồn vì điều đó. Đã từng có thời, những lời thề hẹn nói rằng dù có vật đổi sao vời cũng chẳng quên nhau. Vậy mà hôm nay, mặt giáp mặt, tai kề tai, anh lại không nhận ra người con gái mình từng yêu. Phải mất tới vài phút, khi Linh đứng thẳng lên đối diện với Tuấn, anh mới nghiêng người ra, miệng lắp bắp: Linh, em phải không? Đúng em rồi. Linh khẽ cười, nụ cười hiền lành và ấm áp như xưa. Cô thấy mừng vì dù sao anh cũng nói bằng giọng hân hoan khi nhìn thấy cô, chứ không phải là những lời sầu thảm. Hai người ghé vào quán cà phê cạnh đó, Tuấn cuốn quýt ngồi rạp xuống dưới để băng chân cho Linh. Anh lúc nào cũng vậy, chu đáo, ân cần và tình cảm. Chính điều này đã khiến cho Linh yêu anh và bây giờ không thể quên anh. Nhưng không quên thì có nghĩa gì khi giữa hai người có một rào cản quá lớn chẳng thể nào vượt qua. Thật khó để mở lời trong hoàn cảnh như thế này. Hai người tình cũ gặp lại nhau, cả hai bối rối khi nhìn vào mắt nhau. Không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cho những ký ức năm xưa không ùa về làm tổn thương đối phương. Cuộc sống của em sao rồi? Câu nói của Tuấn vang lên trùng khớp với cuộc sống của anh sao rồi mà Linh nói ra. Cả hai bật cười, lúc nào hai người cũng đồng điệu với nhau như vậy. Nhưng có lẽ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong tình huống này, ai cũng hỏi nhau một câu xã giao như vậy. Linh không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, bởi vì muốn che giấu một sự thật nên cô ra đi. Làm sao có thể nói với anh điều đó? Em ổn, em đang có một gia đình hạnh phúc. Chiếc nhẫn trên tay Tuấn khiến Linh không can đảm để nói lên sự thật. Cô cũng có một chiếc nhẫn cưới như vậy trên tay, nên Tuấn có vẻ tin vào câu chuyện mà Linh tạo dựng. Giọng anh trùng xuống nhưng gương mặt vẫn gượng cười. Vậy thì tốt quá, em phải sống thật hạnh phúc nhé. Nhìn thật lâu chiếc nhẫn trên tay Tuấn, lòng Linh buồn vô hạn. Vậy là đã có một người con gái khác thay cô yêu anh. Anh sẽ cưới người đó, sẽ cùng sinh sống trọn đời bên người đó, sẽ gọi người đó bằng vợ. Đó là những giấc mơ của Linh. Nhưng bây giờ, người khác đã thay cô thực hiện. Linh không giấu được nỗi buồn bã trong mắt, nhưng miệng cô vẫn tươi cười. Em xin lỗi vì chuyện năm xưa, em đã đi quá đột ngột. Có lẽ anh giận em nhiều lắm. Quả thực, em đã không cầm lòng nổi khi gặp anh ấy, và vì vậy em đã chọn cách ra đi thật nhanh để anh giận em và quên em đi. Em không xứng đáng. Giờ nhìn thấy anh hạnh phúc, có vợ rồi, em cũng mừng cho anh. Anh là người đàn ông tốt và xứng đáng được hạnh phúc. Tuấn giật mình khi Linh nhắc đến vợ. Anh hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhìn xuống chiếc nhẫn dưới tay của mình, rồi bật cười. À, anh cũng đang sống rất ổn. Còn chuyện năm xưa anh không hề giận em. Anh nghĩ em cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Hai người chia tay thật nhanh chóng sau đó. Hơn 5 năm rồi gặp lại, cảm xúc quá nhiều, nhưng lời nói thì chẳng ai biết phải nói gì. Có lẽ như thế là quá đủ, ngồi lâu thêm với nhau chỉ gợi những đau đớn và tiếc nuối. Tuấn và Linh đã từng yêu nhau sâu đậm, yêu nhiều lắm, nhưng rồi vào một ngày Linh đột ngột ra đi không cho Tuấn một lời giải thích. Kể từ lần đó cho tới bây giờ, hai người mới gặp lại nhau. Tuấn ngồi lặng lẽ trong quán cà phê nhìn Linh ra đi. Anh không hề biết rằng người con gái đang bước thật nhanh ra khỏi quán đó đang khóc thầm.
cô khóc vì không được bên cạnh anh, bởi lẽ cô không có được cái chức năng thiêng liêng của người phụ nữ, quyền làm mẹ. Cái gia đình mà cô nói tới là trại trẻ mồ côi, nơi cô cùng những người phụ nữ đồng cảnh ngộ như mình chăm sóc các con. Còn chiếc nhẫn cưới trên tay cô là cô tự mua cho chính mình, để những người đàn ông khác không tán tỉnh. Vì với cô mặc định mình đã là gái có chồng. Một người chồng trong tiềm thức đó là anh. Linh đã không thể nói ra sự thật vì cô muốn để anh sống bình yên với cuộc sống. Cô không muốn làm gánh nặng cho đời anh. Cô sợ rằng nếu biết sự thật, anh sẽ không bỏ rơi cô, mà như vậy là quá thiệt thòi cho anh. Vì thế bí mật này sẽ mãi mãi của riêng cô. Nhưng cũng có một bí mật khác mà Linh chẳng bao giờ biết được. Chiếc nhẫn mà Tuấn đeo trên tay cũng là chiếc nhẫn mà anh mua cho chính mình. Anh còn một chiếc nhẫn nữa trong túi áo ngực. Anh đợi ngày gặp cô sẽ cầu hôn. Vậy mà mãi mãi lời cầu hôn đó chẳng thể nói ra. Anh vẫn chưa thể quên được cô và sợ rằng sẽ không thể quên. Wow.